Chiều ngày 19 tháng 1, Cơ quan Công đoàn Y tế Dân số thành phố tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2017. Năm 2017, Cơ quan Y tế Dân số bám sát nghị quyết của cấp trên, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đạt kết quả cao các lĩnh vực, trong đó đã góp phần giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng trên địa bàn thành phố, còn 7,14%, số giường bệnh trên một vạn dân đạt 110 giường, 100% chất thải y tế được thu gom và xử lý, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95% mức giảm tỷ suất sinh thô là 0,15%, duy trì đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2020. Cán bộ công chức viên chức cơ quan duy trì tốt nền nếp kỷ cương hành chính, trên 98% cán bộ công chức viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, 14 tập thể 20 cá nhân vinh dự nhận khen thưởng cấp trung ương, tỉnh và thành phố cơ quan thực hiện đúng nguyên tắc các chế độ chính sách tiền lương, tiền thưởng, quản lý tài chính, ngân sách công khai đúng mục đích, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ rõ ràng, minh bạch, quản lý tốt trang thiết bị tài sản phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. Công đoàn y tế dân số thành lập từ cuối tháng 4 năm 2017, có 70 đoàn viên tổ chức thường xuyên chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho cán bộ công chức viên chức, thực hiện kịp thời các chế độ chính sách thăm hỏi, ốm đau, hiếu hỉ, khen thưởng. 100% cán bộ công chức viên chức tích cực học tập, nghiên cứu các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết, chủ trương của tổ chức công đoàn. Công đoàn cơ quan cũng quan tâm phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên người lao động như ngày hội văn hóa thể thao, hội thi nấu ăn, phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Năm 2018, cơ quan công đoàn y tế dân số thành phố phối hợp chặt chẽ đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền pháp luật để cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ đến cán bộ công chức viên chức, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công đoàn viên, công đoàn cơ quan phấn đấu đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh. Tại hội nghị, công đoàn cơ quan y tế dân số tiến hành bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019. 12 tập thể và 70 cá nhân được khen thưởng về thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2017. Thủ trưởng cơ quan và công đoàn cũng đã ký kết giao ước thi đua năm 2018 theo tinh thần gắn kết phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ đảm bảo thiết thực, hiệu quả cao.